xin chào mọi người, mình tên là Quỳnh Như. Mình hiện tại là mình học tại Học viện Air Vệ sinh thành phố Hồ Chí Minh. Mình học hai khóa xì ba và phun tiêu. Cái cảm nhận của mình học ở đây thì thầy cô rất là nhiệt tình, dạy rất là có tâm. Bạn bè thì rất là vui vẻ hòa đồng. Khóa học này thì em cảm ơn nhất là cô của em và thầy đã dạy cho em cái nghề để làm đẹp cho mọi người sau này. Xin chào mọi người, em tên Phong, em đến từ Cà Mau. Hiện tại em đang theo học lớp phun xăm chuyên nghiệp của Eva Sinh. Thì theo thời gian em học ở đây thì em thấy thầy cô, tất cả mọi người ở đây đều rất là nhiệt tình, có tâm với nghề, truyền đạt nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm quý báu trong cái ngành làm đẹp cho tất cả chúng em. Và em xin cảm ơn Eva Sinh đã mang đến cho em một cái những điều mà kiến thức mà em trong ngành mà em tiếp thu được. Trong thời gian mà em học ở đây thì em thấy thầy cô cũng như là ở đây rất là nhiệt huyết, có tâm với nghề, truyền đạt nhiều kiến thức cũng như là kinh nghiệm quý báu trong ngành làm đẹp cho tất cả học viên ở đây. Và sau khoảng thời gian học ở đây thì em rất cảm ơn Eva Sinh đã mang lại cho em nhiều kiến thức, cũng như là có nhiều bạn bè và thầy cô đồng hành cùng em trong quá trình em học hỏi kiến thức của ngành làm đẹp. Xin chào mọi người, em tên là Mỹ Duyên, em đến từ Bình Định. Thì em đến với khóa học Eva Sinh này thì em cũng học cái môn là phun xăm thẩm mỹ. Giờ tiếp theo là em học tiếp cái môn là dưỡng sinh. Thì nói chung là thầy giáo, cô giáo ở đây rất là nhiệt tình. Và em cũng, trong quá trình học em cũng rất quý thầy và cô giáo ở đây. Nói chung là nơi đây là nơi đáng tin cậy cho những chị em đến để học ngờ ạ.